Sau hàng tháng trời ghi nhận thực tế tại các tiệm sửa xe dùng chiêu trò phá hư xe của khách. Phóng viên báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh còn ghi nhận có người dùng trò rút dây mô bin sườn cho xe tay ga không khởi động được để vẽ mệnh môi tiền. Không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh, quốc lộ 51 đoạn qua địa bàn huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cũng bị các nhóm chuyên tổ chức dàn cảnh phá xe của khách rồi giả vờ sửa lấy giá cao. Quốc lộ 1 đoạn gần cầu vượt Quang Trung, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, cuối tháng 6 năm 2024, một tiệm trưng bản sửa xe Nguyễn Hiền chuyên sửa chữa tay ga Honda Thầy Nhất. Tiệm này khá lớn, bề ngang hơn 5 mét, bên ngoài khá nổi bật, đang tấp nập khách ra vào sửa xe. Tuy nhiên, tiệm sửa xe này lại là điểm bị phản ánh về chiêu trò phá xe của khách vẽ bệnh lấy tiền kiểu cắt cổ của một thợ chừng 40 tuổi. 16:30 ngày 29 tháng 6, phóng viên báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh chạy xe máy ghé vào tiệm để bơm xe. Lúc này người đàn ông đon đã tiếp cận bơm xe cho khách. Tuy nhiên, ống kính chúng tôi ghi nhận chỉ trong tích tắc chưa đầy nửa giây, người này đã luồn tay vào phía trong xe rồi rút sợi dây mô bin sườn ra khỏi khớp nối, biến chiếc xe thành xe không thể khởi động. Và dĩ nhiên, khi thấy xe chúng tôi không nổ máy, người đàn ông nhiệt tình kiểm tra giúp rồi thản nhiên phán xe chết phun xăng, cần phải thay thế. Cái này của em nó cháy hư rồi. Thôi vậy là giờ sửa luôn đi con. Giờ bây giờ sửa, một là em thay, hai là sửa lại. Sửa lại thay cái mới thì nó đắt, còn là sửa lại hết 4-5 rưỡi rồi đó. Đây này sửa cái phun xăng. Là nhiêu? 4-5 rưỡi. Sửa em đi ngon lành luôn. Ông này cho biết giá phun xăng loại tốt là hơn 800.000 đồng, loại thường hơn 600.000 đồng. Chúng tôi đồng ý với loại thường. Người đàn ông trong quá trình thay thiết bị thì nhanh chóng gắn lại sợi dây mô bin sườn như cũ. Chiếc xe nổ máy như cũ, nhưng chúng tôi phải trả 680.000 đồng cho việc phải thay thế phun xăng bị hỏng theo bệnh mà ông sửa xe đã vẽ. Phóng viên đã đem thiết bị phun xăng do người đàn ông tháo ra tới một tiệm khác để kiểm tra. Thợ ở đây thông báo phun xăng này vẫn còn hoạt động tốt, trong khi kim xăng được thay thế giá khoảng 250.000 đồng. Không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh, thủ thuật rút mô bin sườn rồi vẽ bệnh lừa tiền của khách đi đường cũng được áp dụng tại hàng loạt tiệm sửa xe thất đức trên quốc lộ 51. Thực tế, từ năm 2019, phóng viên báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận thông tin có một số tiệm cà phê vỏng, quán ăn dọc quốc lộ 51, đoạn gần ngã ba Nhân Trạch, hướng đi Vũng Tàu và hướng về lại thành phố Hồ Chí Minh cũng xuất hiện nhóm phá xe lấy tiền. Chiều ngày 5 tháng 7 năm 2024, chúng tôi dẫn chiếc xe máy vào một quán để bảng sửa xe và bán nước ở quốc lộ 51, đoạn cách ngã ba Nhân Trạch khoảng 700 mét, hướng về thành phố Hồ Chí Minh để nhờ bơm xe. Lúc này, thanh niên tên Trương Văn Tuấn, sinh năm 2001, quê Thanh Hóa, đứng quán ra bơm hơi. Vẫn bằng các thao tác như tiệm sửa xe ở thành phố Hồ Chí Minh, Tuấn vừa bơm xe, vừa luồn tay vào bên trong xe máy, rồi rút sợi mô bin sườn ra khỏi chốt. Diễn biến hành động này chưa đầy một giây. Trả 2.000 đồng tiền bơm lốp, nhưng khởi động xe bất thành. Lúc này Tuấn tiếp cận, ra vẻ kiểm tra giúp. Tuấn nhấn thử đề, nói xe bị hụt hơi và sẽ xử lý. Chúng tôi trình bày xe đang chạy bình thường, chỉ xẹp lốp, thì người này nói. Cái này bố. Cái này có nồi à? Nước dây quà, chở nước dây quà cuốn vào ấy. Cuốn kiểu tình trạng giống kiểu đấy luôn đấy. Chở nước dây, nước cuốn vào, nó kéo vào thôi. Được có 2 con lá. Sau khi tháo motor bơm xăng và thông báo đã hư, nam thanh niên thản nhiên gắn lại sợi dây mô bin sườn vào chốt
vang lên một tiếng cạch khô khan, dù chúng tôi đang ngồi ngay cạnh. Lúc này chúng tôi báo không đủ tiền, thanh niên này chuyển hướng báo sẽ tìm motor đời cũ để thay thế. Sau một số lần giảm giá và hỗ trợ, cuối cùng Tuấn đồng ý thay motor với giá gần 700.000 đồng cho phóng viên. Thay xong, nam thanh niên liếc nhìn vào sợi dây mô bin sườn, thấy đã gắn vào chắc chắn nên bóp phanh, nhấn đề thì xe nổ giòn giã. Mười bảy giờ ngày 5 tháng 7, phóng viên báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh vào thay nhớt tại tiệm Trưng Bản chuyên sửa xe các loại Honda, Tayga trên quốc lộ 51, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, do Nguyễn Văn Đông, sinh năm 1985 làm chủ. Làm cùng ông Đông có Nguyễn Đình Hưng, sinh năm 1998, cùng quê ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Hưng là cháu ông Đông, làm việc tại tiệm sửa xe của ông Đông, thậm chí hướng dẫn ông Đông làm trò phá xe của khách. Biết đây chưa? Biết tới đây chưa? Khỏi cần cúi. Họ đây là cái này rồi. Dạ đâu, rất đông. Rất đông. Từ kia đường đi rất. Đi vào uống bia nhận hai cái. Kìa. Sạc bình kia làm hai cái. Phải. Biết rồi. Trong hàng loạt thước phim đã ghi nhận, phóng viên báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh xác định Đông và Hưng đã cùng phối hợp vẽ bệnh rồi sửa lấy tiền giá cao. Tại khu vực này, toàn bộ anh em họ hàng thân thích của Đông và Hưng đều cùng hoạt động cách thức tương tự. Người tên Trương Văn Tuấn phá xe ở trên cũng là họ hàng của Đông và Hưng. Ở kỳ sau, phóng sự tiếp tục với việc phơi bày người hỗ trợ nhóm này phá xe của khách. Mời quý vị đón xem. Số trước, báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh đã phản ánh tình trạng phá xe của khách ở hai tiệm trên quốc lộ 1, khu vực Linh Xuân, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương để ép nạn nhân thay phụ tùng. Tình trạng này còn xuất hiện ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Phước. Quốc lộ 14, đoạn qua vòng xoay Đồng Xoài khoảng 3 km, thuộc địa bàn xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Một tiệm sửa xe của người đàn ông tên Thủy, khoảng 50 tuổi, cũng hoạt động theo kiểu phá xe của khách lỡ lầm ghé tiệm. Ngày 10 tháng 7, phóng viên báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh chạy xe máy vào tiệm, nhờ ông Thủy kiểm tra. Thế nhưng thay vì tìm cách kiểm tra vết thủng lớp, ông này lại loay hoay thao tác ở dưới gầm xe. Chờ lúc phóng viên không chú ý, ông Thủy dùng chiếc tua vít nhỏ nằm lọt trong lòng bàn tay, rồi gắng sức bậm môi, trợn mắt, đâm vào vỏ xe. Ống kính chúng tôi ghi nhận, chủ tiệm này đã 4 lần liên tục làm thao tác này với cái vỏ xe vừa thay đúng một tuần. Hoa nước xà phòng lên vỏ bánh xe, người đàn ông chỉ vào 4 lỗ thủng mà mình vừa đâm, rồi cho hay đã không còn khắc phục được. Thay mắc tiền không anh? Bây giờ tùy em thấy loại tốt thì mẹ 600 theo chứ cái của hãng của nó. Cái chứ vá thì vá sao nổi. Nó nằm ở riêng mép thì em thấy vá lỗ thì đi đi cái. Lấy lý do lỗ thủng nằm ngay sát vành, không thể vá được, buộc phóng viên phải chấp nhận. Tuy nhiên, thay vì thay lớp đúng chủng loại kích thước, thì chủ tiệm lại nhẫn tâm thay cho chúng tôi một chiếc lớp quá cỡ, nên bị kẹt vào dè chắn bùn. Để khắc phục, ông này phải mài rộng lỗ gắn ốc, chêm thêm lông đền vào. Phóng viên sau đó phải ra tiệm, bỏ chiếc lớp này vì gây kẹt, không thể di chuyển được. Mấy ngày sau,
Chúng tôi mang lớp quay lại tiệm sửa xe này để chất vấn, thì hàng xóm cho biết chủ tiệm đang nghỉ, xuống thành phố Hồ Chí Minh xây nhà. Trên quốc lộ 1, ngay chân cầu vượt Gò Dưa, theo hướng từ thành phố Thủ Đức đi quận 12, thuộc địa bàn phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, cũng có một tiệm sửa xe do ông Mai Văn M, tên được đọc tắt, sinh năm 1989, quê Thanh Hóa làm chủ. Ngày 18 tháng 7, phóng viên vào tiệm nhờ bơm kiểm tra. Lúc này trong tiệm có ông Mai Văn Cường, sinh năm 1986, quê Thanh Hóa, anh trai ông M xử lý. Cường cũng ra vẻ lọ mọ tìm dụng cụ sửa xe. Tuy nhiên, canh đúng lúc phóng viên không để ý, Cường dùng kìm bẻ sợi thép bành vỏ cho vên ra bên ngoài. Tiếp đó, người này dùng một chiếc kìm nhọn khác chọc thủng ruột xe. Chỉ trong vòng vài phút, cặp lớp ruột xe máy mới thay của chúng tôi đã bị biến thành hàng phế thải. Lúc này Cường thông báo không thể khắc phục, đề nghị thay cả lớp và ruột với giá khoảng 500.000 đồng. Đúng lúc này, Cường phát hiện có thiết bị ghi hình hành động phá xe của mình. Cường đột ngột ngừng hành vi sửa chữa và liên tục xin lỗi. Chúng tôi truy vấn tại sao lại chỉ thay đúng loại lớp chen xinh như tiệm của ông Đàm Văn Long ở Dĩ An, Bình Dương, thì ông Cường cho biết do loại lớp này mua hàng trôi nổi, bán dạo ngoài đường. Bao nhiêu? Nhập nhiều tiền nhái? Chắc chắn à? Chắc chắn là. Biết rồi. Rồi cái đồ ruột thì em mua ra ngoài trong tiệm rồi. Ruột thì mua trong tiệm rồi hết, là như vậy là nếu như mà giá thì hết khoảng 500. Mai Văn Cường cũng cho hay có quen biết qua lại với ông Đàm Văn Long, Mai Văn Hòa, là hai chủ tiệm phá xe ở Dĩ An mà báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh phản ánh ở số trước. Từ thực tế đã ghi nhận dọc các tuyến quốc lộ huyết mạch, phóng viên báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận rất nhiều nạn nhân dính phải các chiêu trò phá xe rồi ép sửa chữa với giá cắt cổ. Mặc dù biết, nhiều nạn nhân cũng không dám lên tiếng trước sự manh động, đông đảo của các nhóm phá xe. Ở kỳ sau, phóng sự tiếp tục vạch trần các thủ đoạn phá xe, ép khách vào thế, phải sửa chữa với mức giá cắt cổ. Mời quý vị đón xem. Từ lâu, rất nhiều người ấm ức với việc bị các tiệm, các nhóm sửa xe dọc các quốc lộ như quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Hồ Chí Minh. Quốc lộ 51 qua tỉnh Đồng Nai và quốc lộ 14 qua tỉnh Bình Phước, chuyên giỡn trò phá xe thay phụ tùng cũ trôi nổi lấy giá cao nhưng không có chứng cứ để tố cáo. Nhiều năm liền, vô vàn người đi đường xa bẫy nhóm phá xe ăn tiền dọc các tuyến quốc lộ huyết mạch. Phóng viên báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh phải mất một thời gian dài từ năm 2019 đến nay mới có thể ghi nhận toàn bộ hành vi sửa xe thất đức của những người này. Khu cầu vượt Linh Xuân giáp ranh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh có các tiệm phá xe của khách nhanh như ảo thuật,
để ép gấp hay hoặc sữa bằng phụ tùng trôi nổi rồi lấy giá cắt cổ. Đây là tiệm sửa xe đầu tiên theo hướng từ cầu vượt Linh Xuân về quận 12 do Đàm Văn Long, 44 tuổi, quê Thái Bình làm chủ. Khu vực này cũng là nơi liên tục xuất hiện tình trạng đinh tặc mà pháp luật thành phố Hồ Chí Minh và nhiều báo khác từng phản ánh. Tiệm bề ngang chừng 4 mét, bên ngoài treo 3 bảng hiệu, sửa xe Văn Minh, chuyên sửa chữa, tân trang, thay thế phụ tùng chính hãng. Ngày 16 tháng 7, phóng viên báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh dẫn chiếc xe máy non hơi bánh sâu tới nhờ ông Long kiểm tra. Qua mặt chúng tôi, ông này cầm một thanh thép ngắn, bén ngọt trên tay, rồi dùng hết sức rạch cho rách lớp xe. Từ những động tác chuyên nghiệp này, ông Long đã biến chiếc xe bị non hơi của chúng tôi thành chiếc xe rách toạc cả ruột lẫn vỏ và đường rạch dài đến khoảng 5cm. Đưa khách hàng vào thế bắt buộc phải thay cả ruột lẫn lớp xe. Và không phải chỉ chúng tôi, có rất đông người đã vô tình trở thành nạn nhân của ông Long, bị chặt chém đến hàng trăm ngàn đồng khi trót ghé vào tiệm sửa xe này. Trở lại với chiếc lốp bị ông Long rạch rách toạc, ông này giả vờ kiểm tra rồi báo tình trạng. Gì mà ông còn miếng hơi vậy? Ôi trời, vậy sao má? Đây này, nhìn đây này, biết đi tét bỏ rồi làm gì nữa. Giờ tôi mới ngồi xuống thấy đi, chứ đâu mà đây chứ. Chạy gì mà dữ hả? Đây này. Sau hàng loạt sự ngạc nhiên giả tạo, ông Long quay sang báo giá cho cả bộ lớp khoảng 360.000 đồng, ruột 90.000 đồng. Khi phóng viên báo chỉ còn 410.000 đồng, thì ông này tỏ thái độ hào sảng, sẵn sàng thay giúp. Tìm hiểu của phóng viên báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, tiệm của Đàm Văn Long mở đã lâu ở khu vực nơi có nhiều sinh viên công nhân. Trong đó, rất nhiều người đã đưa xe vào cho ông sửa. Dù ghi nhận hành vi phù phép ruột lớp mới thành hàng phế thải của ông Long, nhưng phóng viên báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh vẫn không thể ghi nhận được ông này đã dùng vật gì để phá xe và giấu vật đó ở đâu. Chiều 17 tháng 7, chúng tôi tiếp tục dắt xe vào tiệm nhờ kiểm tra giúp. Tuy nhiên, thay vì áp sát rạch ngay lớp xe, lần này ông Long điềm tĩnh tẩy lớp, tháo ruột đúng quy trình. Ống kính phóng viên báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận ông Long dùng một cây sắt nẩy lớp. Xong trong lúc đang nẩy lớp, ông này cố tình chọc sâu vào bên trong, làm thủng ruột, rồi dây đi dây lại cho chắc chắn, đã làm rách toạc chiếc ruột xe. Chưa dừng lại, ông Long móc từ đế dép đang mang một miếng sắt kích thước nhỏ nhưng sắc bén, rồi đưa vào cắt lớp xe một đường dài. Cắt xong, ông này khéo léo cất thanh sắt vào đế dép. Phá tan nát cặp lớp ruột xong, ông Long điềm nhiên báo giá rồi thay bộ lớp ruột khác cho khách. Tất cả lớp ruột xe bị ông Long phá thay xong đều được bước lên mái che trạm xe buýt. Chúng tôi ghi nhận, trên mái che có nhiều lớp xe cũ do ông Long vứt lên. Những lớp xe này đều có vết rách đáng ngờ. Từ tiệm của Đàm Văn Long, tính từ cầu vượt Linh Xuân về hướng quận 12 chừng 200m, tiệm sửa xe của Mai Văn Hòa, sinh năm 1989, quê Nga Sơn, Thanh Hóa, cũng khét tiếng trong việc phá xe của khách. Tiệm này nằm ngay mũi tàu cầu vượt Sóng Thần, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Chiều 16 tháng 7, phóng viên báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đem xe máy đến tiệm ông Hòa thay ruột. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, cho đến khi ông này tháo bánh sau xe ra. Ống kính phóng viên ghi nhận, trong khi tháo bánh, Hòa một mặt canh chừng, mặt còn lại dùng một thanh sắt có đầu bén, dùng hết sức chọc gãy một miếng cao su đùm. Diễn biến hành vi này rất nhanh, rất khó có thể phát hiện. Sau đó, ông Hòa thông báo. Nói xong, ông này vừa vứt hai mảnh cao su mới phá hư qua chỗ phóng viên đang ngồi, rồi báo giá 140.000 đồng. Thay xong, chúng tôi mang xe đến một tiệm sửa xe khác kiểm tra. Tại đây, phóng viên được báo bộ cao su đùm vừa thay không đúng loại, đã bị thay loại rẻ tiền. Trong khi đó,
một bộ cao su đùm đúng loại, loại tốt, giá chỉ 45.000 đồng. Tìm hiểu của chúng tôi, tuyến quốc lộ 1 hướng từ cầu vượt Linh Xuân về cầu vượt Sóng Thần, đoạn đường khoảng 200m, chỉ có hai tiệm sửa xe của ông Long và ông Hòa. Cả hai người này đều là dân trong nghề, quen biết với nhau. Ở khu vực cầu vượt Linh Xuân, do thường xuyên xuất hiện tình trạng đinh tặc, nên địa phương đã rà soát, mời làm việc với cả hai, yêu cầu cam kết không rải đinh, phá xe người đi đường. Nhưng thực tế, cả hai ông Long và Hòa đều phá xe lấy tiền. Kỳ sau, phóng sự sẽ tiếp tục với những hành động đáng ngờ của các chủ tiệm sửa xe ở Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị đón xem.